Đại lý ô tô Phú Cường. Xin chào tất cả các quý chị em, và em là Minh, chuyên viên tư vấn tại đại lý ô tô Phú Cường. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho anh chị một mẫu xe tải ZN800, thùng dài là 7m6. Và trong chương trình tháng 11 này, thì khi quý anh chị em đầu tư về dòng xe tải ZN800 thì được khuyến mãi cho anh chị là 10 triệu đồng, và cộng ngoài đó là anh chị có thể được hưởng là 50% lệ phí trước bạ của nhà nước. Và đặc biệt trong tháng này thì những quý cuối của năm thì có những cái chương trình khuyến mãi APGO và giá xe hiện tại rất là tốt nha quý anh chị em. Thì hiện tại thì mời tất cả các quý anh chị em cùng em Minh giới thiệu và cũng như là xem chi tiết về dòng mẫu xe ZN800. Thì đối với ZN800 thì đi cho anh chị là mẫu cabin kép và form dáng đầu vuông, có trang bị mui lốp gió rồi đầy đủ hết cho anh chị nha. Và có một cái bộ gương, gọi là gương 2 tầng và cánh lớn để anh chị có thể là quan sát về cái phần thùng dài 7m6 này. Xe có kích thước thùng hàng dài là cho chị 7m6, chiều rộng là 2m260 và chiều cao của con xe này là 2m150, và trong này tải được cho anh chị là 8 tấn 4. Đối với phần thùng của ZN800 thì đi cho anh chị là được 7 cửa ẩn và vách ngoài là inox, bên trong là tôn kẽm. Thì về phần thùng này rất là chắc chắn. Về hệ thống chassis của dòng xe tải ZN800 thì đi cho anh chị là chassis 2 lớp và được gọi là chassis dạng tổ ong đó, được công nghệ dập nguội với công nghệ là Nhật Bản, với áp suất là 6.000 tấn nha chị. Và ở đây cũng trang bị cho anh chị là một bộ đồ nghề, và luôn có đi cho anh chị ở phía dưới đây là một cái phanh gấp kê đó, chống lâu đèo, chống thương trường cho anh chị các bạn thôi. Còn về lớp xe của dòng xe tải anh chị là luôn luôn đi cho anh chị là lớp cao su đó, và thông số lớp của dòng xe tải ZN800 này là lớp 8.25G20 nha chị. Lớp sau là lớp đôi đó, chống chịu tải tốt cho anh chị nha, và nhíp sẽ đi là nhíp 2 tầng. Về bình nhiên liệu của dòng xe tải ZN800 anh chị là chứa cho anh chị là được 210 lít dầu đó, nhiên liệu sẽ là hợp kim nhôm. Và đặc biệt khi anh chị đầu tư về xe tải ZN800 và ZN900 là cái hay của nó hiện tại là vẫn còn là Euro 4, nên là anh chị không có đi bình khí thải OD nha. Về khối động cơ của ZN800 thì nhà máy tự tin cho anh chị bảo hành là 5 năm, và động cơ của dòng xe này là động cơ Cummins với dung tích máy là 3.8cc làm việc, và công suất đưa ra cho anh chị là 180 mã lực cho anh chị, nên là dòng máy này rất là khỏe luôn và tiết kiệm nhiên liệu cho anh chị nữa. Về bên trong nội thất của mẫu cabin của ZN800 anh chị thì chỗ ngồi cũng rất là thoải mái, vì mẫu cabin này là mẫu cabin vuông và cabin kép, ở phía sau là có một cái giường nằm cho anh chị để mà nghỉ ngơi nha. Và ghế ngồi của con xe này là ghế nỉ đó anh chị, ghế nỉ rất là mát cho anh chị lên xe đó. Máy lạnh của con xe này sẽ đang bị cho anh chị là máy lạnh 2 chiều, radio FM đầy đủ hết cho anh chị nha. Và qua lăng của xe máy Cummins á thì luôn luôn lúc nào cũng có một cái cảm biến ra tự động nha anh chị đó, cảm biến ra tự động bên đây là để nghe điện thoại đó. Và phía giữa là có một cái logo sắt và có kèn ở trên giữa nha anh chị. Cuối video này thì em Minh cũng sẽ cập nhật lại cái chương trình khuyến mãi của tháng 11 này để anh chị có thể là tham khảo và cũng như là đến ô tô Phú Cường để nhận ngay ưu đãi lớn hơn nữa nha anh chị. Tháng 11 này sẽ khuyến mãi đối với mẫu xe tải sắt là 10 triệu đồng, và cộng ngoài đó khi anh chị lăn bánh sẽ nhà nước sẽ hỗ trợ cho anh chị là 50% lệ phí trước bạ đối với mẫu sắt là 800. Anh chị mua xe tải làm ăn muốn có giá tốt thì hãy đến ngay công ty ô tô Phú Cường với nhiều ưu đãi lớn và dành tặng cho tất cả anh chị.